Đây là bầu mai thái. Mình trồng hôm 25 Tết nhé. Trồng 20 ngày, không được một tí mưa. Và chỉ có nắng và rét, rét xuống 7-8 độ nhé. Và đây là gốc mai vàng. Đấy, mình trồng cùng một hôm. 25 Tết âm lịch. Xin chào các bạn. Đây là khóm gốc mai vàng của mình nhé. Cái hôm mà mới được có mười mấy ngày á, mười mấy 20 ngày á, thì mình quay thì có bạn bạn bảo là cây này thì chết 100% rồi. Thế nhưng mà đến hôm nay á, là mực có mình trồng hôm 25 Tết nhé các bạn nhé. Thì hôm nay là 22 thì vẫn chưa được một tháng đâu. Nhưng từ khi mình trồng á, đến bây giờ nó mới được gọi là trận mưa. 20 ngày trời không được một trận mưa nào. Và nó nắng xong rồi là đêm nó rét xuống 7-8 độ nha các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ đây mình quay trực tiếp thực tế cho các bạn xem này. Đấy, 12 giờ trưa. Khách hàng gọi cho mình bảo là chị ơi chị quay trực tiếp thực tế cho em xem là cái gốc của chị đợt nọ đến nay nó như thế nào. Và đây mình quay cho các bạn xem này. Đấy, cái gốc mà nó bị táp đến mức độ như này các bạn nhìn này. Đấy, táp nhá, táp một nửa nhá. Nhưng mà bây giờ nó sống này các bạn nhá. Khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ mọc cái mầm ở dưới này lên này. Đấy. Và tiếp theo mình quay, mình không ngắt video nhá. Quay trực tiếp cho các bạn xem này. Đây. Và gốc này thì đây các bạn nhìn này, lên mầm này. Đấy, lên mầm nhá. Và phân mình đổ đây cho chế độ này. Đấy, xung quanh mình trồng cỏ ngọt. Nếu như bạn nào mà xem video của mình á thì các bạn sẽ nhận ra luôn là cái vườn này của mình có thực tế hay không. Và tiếp theo là cái gốc này nhá. Đây, lên mầm rồi các bạn này. Đấy, đây. Đang lên mầm này. Đây. Từ dưới bắt đầu lên này. Đó. Và tiếp theo nhá. Mình không ngắt video một tí nào nhá. Quay thực tế và trực tiếp. Trực tiếp nhất có thể. Đây. Đấy. Tuy rằng nắng rét nó táp như thế này nhưng mà các bạn nhìn xem. Đó. Và tiếp theo nhá. Các bạn nhìn chú ý là mình không ngắt video một tí nào nhá. Này. Đấy. Mầm lên đẹp chưa? Đấy. Các bạn yên tâm là trồng cái gốc này á, sống gọi là 99,9%, nói 100% thì đây các bạn nhé, cái này đã đủ sống chưa, đã đủ đẹp chưa. Đó, tiếp theo nhá. Thế này đã đủ đẹp chưa các bạn? Mình trồng hôm 25 Tết nhá, mà 20 ngày trời không được một tí mưa nào luôn. Gọi là nắng thì nắng chói, nắng chang, nắng khô. Đất khô như rơm. Thế xong bắt đầu. Đây, mình vẫn còn để cả máng nước lên đây để mình tưới này. Và đây là cái bầu mai thái nha các bạn nhé. Đấy. Mai thái trồng bầu. Đấy. Và tiếp theo này. Đây, cái gốc này thì cũng đang lên mầm rồi. Nhưng mà mầm nó bắn lên vẫn chưa rõ. Đây các bạn nhé. Đấy. Đây nha. Quay thực tế trực tiếp. Thực tế nhất có thể. Đây. Đó. Giữa trưa nắng thì mình quay là nó hơi bị chói chói lóa lóa. Thế nhưng mà các bạn nhìn chắc là đây. Đó. Và tiếp theo. Các bạn nhìn này. Ok chưa?
Đây là những cái gốc bé. Hôm mình lấy gốc thì mình chơi mãi cái gốc này. Bé xíu. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? À. Nếu như bạn nào còn thắc mắc thì cái video này là nhân chứng bằng chứng sống. Đây. Mai thái này. Cái mai thái này là mình trồng bầu nhé các bạn nhé. Giữa 12 giờ trưa đây. Các bạn không tin mình, thế nên là mình trồng thì khoảng cách là 7 mét các bạn ạ. Cho nên là đi nó hơi mất thời gian. Đây. Đấy. Mai thái đây các bạn ạ. Tiếp theo. Đấy. Nên búp non. Tuyệt vời. Mình trồng vào cuối năm mà nó vừa hanh vừa rét mà nó sống được như thế này thì xin thưa với các bạn là nếu như các bạn mà trồng vào từ tháng riêng tháng 2 này trở đi thì đừng các bạn nào bảo là cây bị chết nhé. Các bạn có trồng kiểu gì, trồng thế nào, cây của mình đấy, thực tế trực tiếp, không bảo là đây bầu đây đấy, bạn nhìn này đấy. Mình không ngắt video một tí nào. Và nếu mà các bạn xem ở trên kênh thì các bạn có thể là đếm của mình được bao nhiêu gốc rồi đấy. Mình thì mình không đếm đâu, nhưng mà đấy các bạn xem đấy. Hôm ấy là mình trồng 60 gốc các bạn ạ. Và có 60 khóm thì 30 cái gốc và 30 cái bầu. Wow, nắng quá rồi các bạn ơi. Đấy. Mình xen cỏ ngọt vào đây để lấy thức ăn cho trâu. Này các bạn. Đấy. Bầu đấy. Bầu mai thái đấy các bạn. Này. Đấy. Từng hàng từng lối cho các bạn xem, không sót một gốc nào nhé. Cây này thì bị chết cái mầm này, nhưng cái mầm này nó lại sống rồi nha các bạn. Lại ra cái mầm khác rồi này. Mình quay không sót một gốc nào nha các bạn nhé. Cây này thì đây. Khi mình mua về là cái mầm nó còn bé xíu như này. Thế mà mình trồng được hơn 20 ngày, gần một tháng. Là trời rét nhưng mà nó vẫn phát triển như này các bạn nhé. Nếu bạn nào còn thắc mắc thì hãy xem cái video này là trồng cây này nó như thế nào, sống hay chết. Đấy các bạn thấy nhá. Đấy, sống trăm trăm. Này các bạn đã đủ tin tưởng chưa? Nắng quá rồi các bạn ạ. Đây. Đó. Và tiếp theo lại đến các cái gốc này. Wow. Nắng quá các bạn ơi. Và video của mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mong các bạn hãy tin tưởng 100%. Đừng có vì ai nói là gốc trồng không sống hay là cành trồng không sống. Đây là cái video thực tế trực tiếp vườn nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.